có đến thử kẹo hình mắt siêu hot. Phải thử mới được nhỉ đấy. Lần đầu tiên ăn kẹo mắt. À, có kẹo để em mở cho nhé. À, hôm nay không có gì để mở đâu. Đi vào trong đi. Ăn tâm tí nữa anh khác cho ăn cùng. Đây là mình đặt mix nhiều vị vào với nhau. Rất nhiều hình thù. Và trong đó có cả hình con mắt. Đây là hình quả đào, hình quả địa cầu. Đây là quả bóng này. Squid game, quả dưa hấu. Nhiều hình nữa nhưng mà không biết đó là quả gì. Mùi kẹo thơm ra phết. Ok chén thôi. Đầu tiên là hình mắt. Bóc nó ra kiểu gì ta? Hơi khó bóc, chẳng lẽ lại cho vào cắn. Ê, được rồi. Đúng là phải cắn thật. Bên trong chua chua, bên ngoài ngọt ngọt. Làm miếng nữa xem nào. Bên trong nhân vị dâu, ăn cũng khá là hay đấy. Thế mà mới đầu mình còn tưởng nó là thạch cơ, nhưng mà không phải. Nó dạng kiểu như là kẹo dẻo ấy, với nhân bên trong nó là siro, với nhiều vị khác nhau. Ví dụ như quả dưa hấu này. Ủa mà dưa hấu lại có mùi dưa gang là sao ta? Ảo thật đấy, đúng là vị dưa gang thật. Tiếp theo sẽ là quả bóng đá. Là vị cam các bạn ạ. Tiếp theo là người nhện màu xanh. Tình hình là người nhện này có vị Việt quất nha. Ăn hay phết, hương vị cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên là sau khi ăn xong, lưỡi bạn sẽ có màu như này. Mình thấy cái kẹo này vui phết, chắc chắn là sẽ có nhiều bạn thích nha.